quen. Chào anh. Anh đã ăn hủ tiếu nhà em không biết bao nhiêu lần. Hủ tiếu liếng húa không? Em lại có cơ hội được bia trên sóng truyền hình thôi. Nhưng mà mắc biết lắm, mắc lắm đúng không? Anh ơi, giá lắm, giá nó bình ổn thị trường ạ. À. Giá rất là 200 tô anh. Anh ăn được không? Anh ăn được lần xong rồi mắc quá anh thôi. Em nghĩ anh là giàu mà sao mà keo dữ vậy, ăn có 200 tô hủ tiếu mà than dữ vậy. Anh ơi, có 150 à, anh ăn tô đặc biệt mới 200 á. Tại vì anh thích ăn nhiều. Tại vì anh thích ăn nhiều. À dạ. Nên anh mới hơi mập. Thân hình em béo 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 béo, đã từ lâu em luôn mang theo ngay trước thân cái xô nước lèo. Giới thiệu nhạc sĩ nhà xuân nhạc Đỗ Hiếu. Mình thấy hình như anh Trung với cả anh Đỗ Hiếu ngày hôm nay là có chung phong cách. Tóc thì cũng có độ dài ngang ngang nhau. Mà phần nhận xét thì không biết là, anh Trung biết không, là nhìn mặt Đỗ Hiếu hiền vậy thôi mà nhận xét rất chặt chém các thí sinh nghệ sĩ. Đánh đá từ xưa đến giờ rồi. Ủa gì vậy? Anh biết luôn việc đó rồi đúng không? Đá, không phải chỉ đến từ Hero. Hiếu đã gặp đối thủ. Anh đừng dùng từ đánh đá và xéo sắc. Bởi vì em là chỉ muốn đem đến những cái gì mà nó thật nhất để cho các bạn thí sinh nhìn thấy được những cái điểm thiếu sót của mình để sửa chữa thôi. Chị Phương Nguyên đang nhìn anh đó. Chị Phương Nguyên, nãy anh phát biểu, chị Phương Nguyên nhìn anh chăm chú lắm đó. Vậy hả? Vì sao chị nhìn em? Thì em nói chị phải nhìn em cho lịch sự thôi. Em tưởng em đẹp nên chị nhìn em chứ. Nếu mà nói vậy đẹp là em không? Thì chị phải nhìn qua đây. Ủa? Yeah. Thật vô nghĩa. Cái tập ngày hôm nay thì Phi Linh phải thấy là anh Đoàn Minh Vũ không chỉ mang đến cho Phi Linh cái sự ngạc nhiên vì cái chữ wow không thay đổi sắc thái cho dù là có ngạc nhiên đến đâu, và còn cho Phi Linh thấy sự ngạc nhiên về gu thời trang. Mỗi tập lại một sự biến hóa khác nhau. Anh có vẻ như anh cũng đầu tư rất nhiều phần xuất hiện của mình khi tham gia The Heroes. Cái này phải cảm ơn bạn stylist của Vũ. Nhưng mà vấn đề quan trọng là mình xác định có đầu tư đúng không ạ, cho phần hình ảnh của mình. Thật ra đến với chương trình này thì Đoàn Minh Vũ đã thuê 3 stylist cho 3 tập khác nhau. Mỗi stylist một phong cách khác nhau luôn đúng không ạ? Chào anh. Anh đã ăn hủ tiếu nhà em không biết bao nhiêu lần. Hủ tiếu liếng húa không? Em lại có cơ hội được bia trên sóng truyền hình thôi. Nhưng mà mắc biết lắm, mắc lắm đúng không? Anh ơi, giá lắm, giá nó bình ổn thị trường ạ. À. Giá rất là 200 tô anh. Anh ăn được không? Anh ăn được lần xong rồi mắc quá anh thôi. Em nghĩ anh là giàu mà sao mà keo dữ vậy, ăn có 200 tô hủ tiếu mà than dữ vậy. Anh ơi, có 150 anh ăn tô đặc biệt mới 200 á. Tại vì anh thích ăn nhiều. Tại vì anh thích ăn nhiều. À dạ. Nên anh mới hơi mập. Thân hình em béo 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 béo, đã từ lâu em luôn mang theo ngay trước thân cái xô nước lèo. Đón xem chương trình Thân Tượng Đối Thân Tượng phiên bản Idol Camp phát sóng lúc 20 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên VTV3 và phát lại lúc 20:30 trên kênh YouTube Viva Network bắt đầu từ ngày 19 tháng 1 năm 2022. Smart TV Casper, trang cảm xúc vượt giới hạn, hân hạnh đồng hành cùng chương trình.